chào tất cả các bạn đến với chương trình tư vấn du học của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn một số thông tin về du học Singapore, đặc biệt là về chuyên ngành thiết kế tại đất nước Singapore. Hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn đó là học viện thiết kế Raffles tại Singapore. Raffles Education là một tập đoàn giáo dục nổi tiếng hàng đầu tại Singapore và trong khu vực châu Á, bao gồm học viện như là Raffles Design Institute, hay là Hanford Institute, hoặc là Raffles School of Infocommerce and Raffles College of Design and Commerce của Úc. Với một lịch sử phát triển hơn 3 thập niên qua thì Học viện Thiết kế Raffles là một tập đoàn giáo dục chuyên nghiệp chuyên dạy các chuyên ngành như là về thiết kế, đồ họa và kinh doanh. Trường thì cung cấp những chương trình học chuyên sâu ở bậc đại học cho những ngành nghề đang rất được thu hút và có nhu cầu nhân lực cao trong xã hội. Trường Raffles College là trường chuyên về giảng dạy các ngành về tài chính và ngân hàng, marketing, quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn, đã được chứng nhận SCC và Patriot. Trường Raffles College thì còn liên kết với nhiều trường đại học có uy tín tại Anh và Úc như là University of Wales hay là University of Bradford hay là Edinburgh University hoặc là Curtin Technology University, nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên quốc tế những chương trình giáo dục chất lượng cao, cập nhật và các bằng cấp quốc tế từ cao đẳng cử nhân cho tới thạc sĩ. Thì Raffles College đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như là ở Sydney của Úc, Auckland ở New Zealand, Singapore, Bangkok ở Thái Lan, Kuala Lumpur ở Malaysia, Hồng Kông, Mumbai ở Ấn Độ, v.v. Vậy thì ưu điểm khi mà các bạn lựa chọn tại Học viện Thiết kế Raffles Singapore là gì? Tại đây thì trường sẽ đem đến cho các bạn những bước cơ bản về lĩnh vực thiết kế như là từ vẽ tay, nguyên lý phối màu, v.v. Và hơn nữa thì trong quá trình học thì các bạn sẽ được tham gia những dự án thực tiễn để nâng cao tay nghề cho giảng viên cung cấp, cũng như là trong quá trình học tập tại công ty mà trường liên kết. Với những bạn có mong muốn học cao hơn đối với chương trình cử nhân đại học thì các bạn có thể đến với chương trình đào tạo thạc sĩ tại Học viện Raffles Singapore hiện đại và hay là ở nước Úc xinh đẹp tại thành phố Sydney. Và đặc biệt khi các bạn đăng ký du học Singapore tại trường Raffles tại công ty du học Tân Đại Dương thì công ty chúng tôi sẽ tặng phí đăng ký ký túc xá, tặng phí làm hồ sơ du học trị giá là 59 triệu đồng, hỗ trợ phí xin thư mời nhập học tại trường, miễn 100% phí dịch vụ hồ sơ, miễn 100% phí xin thư mời, miễn phí kiểm tra âm thanh cho sinh viên chưa có IELTS, hướng dẫn các bước khi nhập học tại Singapore và miễn phí tìm nhà ở, bút ký túc xá cho các bạn sinh viên. Và công ty Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường uy tín tại Singapore tại chứng nhận Edutrade, và đặc biệt là chúng tôi còn là đại diện chính thức của Học viện Thiết kế Raffles Singapore tại Việt Nam. Và để biết thêm thông tin về du học Singapore các trường thì các bạn có thể liên hệ với công ty Học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838880080 hoặc là 0838880889, mà các bạn cũng có thể truy cập website Tân Đại Dương có việc được nhắn chị em này là www.com, mà các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 102 đường Đạo Quận 5 hoặc là 148 1 Trần Quang Khải, phường Tân Đại Dương nhất. Xin chào và hẹn gặp.